Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Thì như chúng ta đã biết, đó là trong cuộc sống không ngừng phát triển và con người cũng không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức của mình để hòa nhập và không bị lạc hậu trong xã hội ngày nay. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình và anh Quang sẽ cùng review cuốn sách đó là Tôi Tự Học để các bạn có thể thấm nhuần tư tưởng của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Vậy thì bây giờ sẽ là đôi nét về tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thì anh Quang có thể giới thiệu với mọi người không ạ? Mình đã đọc một số sách của Nguyễn Duy Cần rồi, và tại đây là một học giả phải nói là rất là chất lượng. Có những cuốn sách rất hay như là Thuộc Tư Tưởng này, Óc Sáng Suốt, và cũng Tôi Tự Học mà hôm nay mình là Duyên cùng review ngày hôm nay. Sơ lược một ít về lời giới thiệu của tác giả ha. Tác giả Nguyễn Duy Cần sinh năm 1907 và mất năm 1998, là một học giả lớn với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Các biên khảo triết học, những quan niệm nhân sinh của ông đã vượt qua được thử thách của thời gian. Những tác phẩm của ông giúp cho con người nhận chân được sự thật, không những giúp mở mang kiến thức mà còn có thể thay đổi nhận thức để hành động hợp lý hợp tình. Các tác phẩm trong tủ sách của Thu Giang Nguyễn Duy Cần hướng tới việc giúp con người thoát ra khỏi thế giới mù mờ, đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết để đạt tới một thế giới quang minh triết, và nền tảng giúp con người tiến đến chân lý là sự tự trang bị kiến thức để có thể tự mình vượt qua rào cản của chính mình bằng cách tự học, tự rèn luyện để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán đoán theo tinh thần khoa học. Đấy, nói chung là anh cảm thấy là trong cái việc mà chúng ta xây dựng cái tam giác rất là quan trọng là trí tuệ, nghị lực và đạo đức, thì phải nói là đây là một học giả rất là tuyệt vời để chúng ta có thể xây được cái trụ rất là quan trọng, đó là cái trụ về trí tuệ. Thì như vậy, Sunnis phải nét và tác giả như thế. Vậy thì tổng quan trong cuốn sách Tôi Tự Học của tác giả Nguyễn Duy Cần, đó là trong cuốn sách thì phần cuối sách tác giả có nói đôi nét về cuốn sách một chút, đó là người học thức tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, còn những gì mình không biết thì cũng biết rõ là mình không biết. Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã biết trong khi mình chưa biết. Văn hóa là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng. Tuy nhiên thì càng biết rộng càng hay, càng biết sâu càng quý. Một cái học về bề sâu nhưng kém về bề rộng là một cái học câu chấp hẹp hòi. Cả hai đều là sự thiếu sót. Có được một cái học rộng rãi thì tránh được nạn thiên kiến chấp nhất. Có được một cái học chuyên môn thì cái học của mình mới biến thành thực dụng. Điều hòa được cả hai lối học ấy là thực hiện được mức cao nhất về công trình văn hóa của mình. Có nhiều và đây thì ở đầu sách này tác giả cũng có nói về tự học này, phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về sâu và về rộng, là nó tóm tắt luôn cái ý tưởng chính của cuốn Tôi Tự Học này. Với cái sự băn khoăn và cũng của tác giả, đó là có nhiều người thì tức là có nhiều ý kiến đưa ra rằng đó là học để làm gì và học cái gì và học như thế nào để họ có thể tăng kiến thức cho mình. Thì tác giả đã viết ra cuốn sách này để muốn giới thiệu đến mọi người về cái phương pháp học hay về văn hóa đọc sách ở trong cuốn sách này để tăng cái kiến thức, có một cái nền tảng vững chắc và có bề sâu trong cái kiến thức của mình. Vậy thì sau khi đọc xong cuốn sách này thì anh Quang có một ý gì đó tóm tắt cho nội dung của cuốn sách? Anh nghĩ là như này này, vì là mình có một cái đích rất là rõ ràng rồi. Ví dụ như với anh nhé, là cái điều quan trọng nhất là mình học để mình hiểu mình, đúng không ạ? Thế thì khi mình hiểu mình thì từ đó mình xây dựng cho mình một cái tam giác rất là quan trọng. Mình luôn luôn rất là chú trọng để xây dựng cho mình ba cái yếu tố cốt lõi trong nội tại là trí tuệ, nghị lực và đạo đức, đúng không ạ? Và trong đó chúng ta rất là cần những cái thức ăn tinh thần, và gồm có thầy hiền trí, tủ sách tinh hoa và nhóm bạn tốt. Thế thì làm sao để mà chúng ta có thể biến được cái thức ăn đó thành cái yếu tố nỗ lực bên trong mình để giúp cho mình thành công một cách bình thường và có một cuộc sống hạnh phúc? Thế thì không thể thiếu được là cái phương pháp, mà phương pháp ở đây là phương pháp tự học, chính là cái kỹ năng vua trong tất cả các loại trong cái thế kỷ này, đúng không? Bây giờ chúng ta tưởng tượng trong thế kỷ 21, khi mà mọi cái thông tin nó thay đổi rất là nhiều liên tục như thế, nếu mà chúng ta chỉ đọc báo, đọc cái này kia và dung nạp cái kiến thức thuần túy thì nó sẽ bị lạc hậu rất nhanh. Nhưng nếu mà chúng ta biết được cái kỹ năng tự học, đúng không ạ, mà ví dụ có thể khai thác từ sách,
học từ quan sát, phân tích, đúc kết từ người khác, học trong công việc, học từ cuộc sống, thì tự nhiên mình sẽ có một cái kỹ năng vô cùng tuyệt vời để mà mình có thể thích ứng bất kỳ thời đại nào trong cái thế kỷ này. Cho nên là cái cuốn sách này phải nói là một cuốn sách khá là đầy đủ để mà giúp chúng ta có một cái định hướng, đúng không ạ? Ví dụ ta nhìn vào một luật này, là đầu tiên là tác giả tiếp cận rất là bài bản nhé, đi tìm một cái định nghĩa về cái sự học trí tuệ như nào, kiến thức như nào, rồi những yếu tố chính của việc tự học ra sao, những điều kiện thuận tiện cho sự tự học là gì, rồi từ đó mới tìm ra những phương tiện chính yếu, đúng không ạ? Trong đó là có đọc sách, đúng không ạ? Rồi đọc thì đọc những gì, học thì học những gì, đúng không ạ? Rồi sau đó tác giả mới mở rộng ra là ba yếu tố chính để xây dựng nền tảng văn hóa vững vàng. Và cuối cùng là cái ý của tác giả rất là hay, là cái kiến thức, cái trí tuệ học mà mình không đi đôi với hành thì cái sự học nó chỉ là một cái sự giống như là khô khan như thế thôi, trong khi mình phải đưa vào và áp dụng trong cái thực tế, cái cuộc sống, cái công việc thì nó mới thực sự biến thành trí tuệ của mình, nó mới tạo ra được giá trị. Và tác giả mới kết thúc bằng một cái chương 8, một vài nguyên tắc trong làm việc. Phải nói ra đây là một cuốn sách mà khá là đầy đủ về cái phương pháp tự học, như là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Tổng quan là như vậy. Như vậy là anh Quang cũng nói qua là những cái ý chính ở trong cuốn sách này là gì. Vậy thì bây giờ sẽ đi vào từng ý chính của trong cuốn sách này. Mặc dù là toàn bộ cuốn sách thì tác giả ra hầu hết là những cái bài học đều rất là quan trọng và từng ý mình đều có thể học được. Nhưng mà thời lượng của chương trình thì ngắn, chính vì vậy mà chúng ta sẽ lọc ra những cái ý tinh túy nhất của cuốn sách này. Vậy thì trước tiên về cái chương đầu tiên, tác giả nói về các định nghĩa. Vậy thì anh Quang giới thiệu về các định nghĩa trong chương này đến các bạn. Trong cái chương này tác giả mới phân biệt là như thế nào là người học thức, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ điểm xuyến một vài cái ý quan trọng trong này ha. Ví dụ như là tác giả có nói là thế nào là một người học, đúng không? Thì có kẻ đậu 5-3 bằng, có người đậu cử nhân, tiến sĩ, thế mà cũng còn bị người ta mắng cho là đồ vô học. Như thế thì người có học là người như thế nào? Chắc chắn nó phải là một định nghĩa rõ ràng, nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trắng ra, đúng không ạ? Thì ý tác giả đây bảo là chúng ta không bị kẹt vào cái hình thức là phải có một cái bằng cấp, cái này cái kia vân vân các loại, thì ta mới gọi nó là đã là người có học thức. Thì không hẳn như vậy đâu. Vì nhiều khi chúng ta biết là trong xã hội này, nhiều khi là bằng cấp người ta có thể mua rất nhiều, nhưng mà bản chất thì nó không hề có cái điều, có cái gì ở đó cả, đúng không ạ? Rồi xong tiếp tục ở đây tác giả cũng có bàn thêm nữa là nếu để ý quan sát, mọi người cũng sẽ nhận thấy như tôi, sự tình ấy không phải lỗi gì ở người ấy, mà là nạn nhân của chế độ nhà trường ngày nay. Tôi sẽ bàn đến một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói những người có những bằng cấp trên đây, họ có hơn gì kẻ vô học không? Nếu có hơn là họ hơn về lý thuyết, nhưng về phần thực tế họ đâu có hơn gì một con vẹt. Nói cho đúng hơn, họ chỉ có học mà không có hành. Học là để biết, biết mà không thực hành được thì cũng chưa gọi là biết, đúng không ạ? Tri và hành cần phải hợp nhất với nhau, thế mới được gọi là người có học thức. Như vậy đầu tiên có một cái định nghĩa rất là quan trọng trong cái chương số 1 này, đã là biết và hành động cần phải hợp nhất thì mới gọi là người có học thức. Đó, một định nghĩa đầu tiên ha, cực kỳ quan trọng. Và trong này tác giả cũng có nói thêm, tóm lại người học thức không cần phải biết thật nhiều, mà cần phải thật biết những gì mình đã biết. Đó, và học thức là vấn đề thuộc về phẩm chứ không phải thuộc về lượng. Đó là những cái ý rất là hay trong cái chương số 1 này mà chúng ta cần phải lưu ý thêm. Thứ hai là tác giả cũng đưa ra một cái câu hỏi rất là quan trọng là tóm lại cuối cùng thì chúng ta học hay là chúng ta tự học là để làm cái gì, đúng không ạ? Đấy, học để làm gì và tại sao phải học? Cái vấn đề này chúng ta phải bàn với nhau, đúng không ạ? Nếu không thì cái podcast này nó vô nghĩa. Không biết là mọi người cần phải quan tâm đến cái chuyện học hay tự học phải làm cái gì cả. Đấy, thì trong này tác giả mới nói là ta quan sát xung quanh, ta sẽ thấy có hai hạng người: học vì tư lợi và học không vì tư lợi gì cả, đúng không? Nghĩa là học để mà học và học theo sở thích của mình. Thì trong này tác giả cũng có nói là hạng học vì tư lợi chiếm một phần rất đông. Thực ra nếu mà nói về tư lợi nó hơi khó hiểu, nhưng mà nó cũng giống như tương tự là tóm lại là ví dụ như chúng ta đi học từ phổ thông này lên hết cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi ta đi học đại học để có một cái bằng. Thực chất là để cuối cùng là gì? Chúng ta có một công việc, chúng ta nuôi sống được bản thân, đúng không ạ? Thì cái đó chúng ta có thể tạm gọi là giống như học để tư lợi. Hoặc là bây giờ trong công việc bắt đầu mình đi mình học một cái khóa kỹ năng về bán hàng này kia vân vân, cuối cùng là để ta có thể thực hiện được công việc tốt hơn, này cũng là học vì tư lợi. Thì tác giả mới bàn hai cái việc như vậy. Và trong này tác giả mới mới đưa ra một cái quan điểm của mình như này. Tức là theo tác giả là học
học là mình phải kết hợp cả hai, đúng không ạ? Tức là học là để mưu cầu hạnh phúc, nghĩa là làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao và càng ngày càng rộng hơn. Và học là tăng gia sự hiểu biết của mình, là mở rộng tâm hồn của mình bằng cách thu nhận sự hiểu biết cùng những kinh nghiệm của người khác làm của mình, đúng không ạ? À, tóm lại là tác giả có bàn ở đây là tóm lại là học thì không phải chỉ là để tư lợi đơn thuần không, mà học là để giúp cho mình hiểu biết hơn, có trí tuệ hơn, để mà mình cư xử hợp lý trong cuộc sống này, để giúp cho mình có một hạnh phúc viên mãn vững bền. Đó là cái ý mà chúng ta tóm lại trong cái việc như này. Ở trong đó là tự học là rất là quan trọng rồi, đúng không? Rồi ngoài ra riêng có bổ sung gì thêm trong cái chương về các cái định nghĩa này không? Cũng trong cái phần câu hỏi của tác giả đó là học để làm gì, thì anh Quang cũng nói là học là để mưu cầu hạnh phúc. Thì học là để tăng cái sự hiểu biết của mình, là để mở rộng tâm hồn mình bằng cách là thu nhận sự hiểu biết cũng như là những kinh nghiệm của người khác, để biến những cái điều đó trở thành là của mình. Tác giả cũng ví đó là cũng có khác nào là một đứa trẻ mới sinh thì cân không đầy 2-3 kg, nhưng mà nhờ ngày càng lớn lên đến lúc mà 5-60 kg thì khoảng vài mươi năm, thì chẳng phải nhờ rút lấy những vật liệu xung quanh như không khí, món ăn hay là món uống để có thể lớn lên được như vậy. Thì cũng giống như là mình học thì cũng như là mình ăn, thì cái kiến thức mà mình học thì ngày càng mình tích lũy càng nhiều, và khi mà mình tích lũy nhiều thì biến nó trở thành của mình. Thì khi đó là cái học để giúp cho mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Ừ, rất là hay ha. Ngoài ra thì trong này tác giả cũng có bàn là thế nào là bậc thiên tài. Rồi, thì chúng ta cũng bàn qua cái này một chút ha. Thì nói đến những bậc thiên tài, nhiều người đã tưởng họ là những kẻ phi thường, cô phong độc tú, xa hẳn với loài người, đúng không ạ? Nhưng thực ra tác giả có nói trong này là cũng không có gì lạ giữa họ và chúng ta cho lắm. Có nhiều kẻ còn tệ hơn chúng ta nhiều về vấn đề thể chất lẫn tinh thần. Họ chỉ khác ta có một điều thôi. Đây mới là điều mà chúng ta quan tâm này. Đó là họ có một đức tin vững vàng về phương pháp làm việc của họ. Đó là cái thứ mà chúng ta cần phải học. Tức là họ tin rằng với sự cần cù nhẫn nại, cách làm việc, các phương pháp, họ sẽ đạt được ý muốn cao xa của họ, đúng không? Theo họ, thiên tài chỉ là một sự nhẫn nại bền bỉ lâu ngày mà thôi. Và trong này tác giả có lấy lý minh chứng của Darwin này, Spinoza, Pascal, Montaigne, vân vân, đúng không ạ? Đấy, thế thì tóm lại là thật ra tác giả cũng không phải là kiểu đánh giá cao hết tất cả mọi mặt của thiên tài đâu. Nhưng mà trong này tác giả có nói một cái điều quan trọng của họ này: một việc làm âm thầm lặng lẽ trong cô tịch nhưng đầy hăng hái, đầy kiên nhẫn sẽ là những công việc làm ra nhiều kết quả vẻ vang và sâu sắc nhất, đúng không? Trong khoảng âm thầm lặng lẽ nghiên cứu học hỏi, các bạn đã tìm ra được lắm ý hay ho, nhiều tư tưởng tân kỳ có thể là những nền tảng cho một đời sống tinh thần và phát minh sau này của bạn, đúng không? Và cuối cùng tác giả có kết thúc trong cái chương này, đó là tóm lại thiên tài là một sự nhẫn nại bền bỉ lâu dài. Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lý tưởng, có đủ tin tưởng và có chí kiên nhẫn để thực hiện lý tưởng ấy. Điều thứ hai là làm việc có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã. Một kết luận rất là hay trong cái chương này. Đấy là chương đầu tiên của cuốn sách. Vậy thì chương thứ hai tác giả nói về những yếu tố chính của cái việc tự học. Thì thứ nhất đó là tác giả nhắc đến đó là học vấn và thời gian. Thì tức là cái thời gian của chúng ta là có hạn, và khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta như một trang giấy trắng, và khi đó thì biển học là mênh mông và chúng ta có rất nhiều thời gian để học. Nhưng khi mà sự học của chúng ta tăng dần, chúng ta càng học được nhiều, càng biết được nhiều, thì thời gian của chúng ta ngày càng thu hẹp lại. Thứ hai đó là tác giả nhắc đến cái học về bề rộng và cái học về bề sâu. Học về bề rộng tức là người tri thức cần phải có một cái học rộng để khỏi phải bị thiên kiến trong khi nhận xét và phê bình. Còn học về bề sâu là cái rất là quan trọng, và cái cần nhất là học về chuyên môn, học về cái sâu để mình đi sâu vào một cái vấn đề. Thứ ba đó là cố gắng, điều kiện đầu tiên của sự tiến bộ tinh thần. Thì tức là khi mà muốn có sự tiến bộ về mặt văn hóa, tức là muốn có sự học được bổ ích cho tinh thần, thì chúng ta phải để ý đến các yếu tố đầu tiên, đó là sự cố gắng. Và cố gắng dù nhỏ như thế nào đi nữa thì cũng là cái điều kiện cần thiết để tinh thần trí não của chúng ta tiến bộ hơn mỗi ngày. Chỉ cần chúng ta cố gắng thôi thì mọi thứ sẽ đạt được, sự học của chúng ta sẽ đạt được. Tiếp theo đó là biết tổ chức sự hiểu biết của mình. Người có học thức là người mà học nhiều nhưng còn phải biết tiêu hóa cái học của mình nữa. Giống như là cái mà anh Quang hay nhắc, đó là văn tư tu. Khi mà học xong thì phải
tư duy về nó để biến nó thành của mình. Và những người có học thức thì họ khi mà họ biết tổ chức những cái tài liệu mà họ thu thập được thành cái biết có cơ sở vững vàng và rộng rãi, và những người đó thì có rất nhiều thầy nên họ sẽ không bị lệ thuộc vào một ai cả. Và khi mà họ biết cách quan sát, biết cách đón nhận những cái kiến thức mới từ tất cả mọi người để đúc kết cho họ một cái kiến thức là của riêng họ. Tiếp theo đó là tác giả có nhắc đến óc phê bình, tức là có hai điều kiện để cái học xứng đáng với cái gọi là cái óc phê bình này. Đó là thứ nhất, đó là cái học đấy đừng phải là một cái học mà quá chuyên môn. Cái thứ hai đó là cái học đó phải là một cái học do sự suy nghĩ nghiền ngẫm mà có, chứ không phải là do người khác mang lại. Tiếp theo đó là tác giả nhắc là phải biết mình là cái học đầu tiên của người có tri thức. Học là để thành công trên con đường xử thế. Tác giả nhắc tiếp đến óc tinh nhuệ. Đây là cái điều kiện đầu tiên là phải biết tập trung và tất cả sự chú ý của mình về một cái gì đó sâu sắc. Trong tất cả những cái học thì cái học về mình là cái quan trọng nhất. Cần suy nghĩ, nghiền ngẫm đến con người nói chung và của mình nói riêng. Tìm hiểu một cách sâu sắc, tinh tế những tình cảm của ta, những cách suy nghĩ và hành động của ta. Phải biết để ý, quan sát và tìm hiểu ý nghĩa của từng cử động của con người trong khi mà giao tiếp với họ. Tiếng cười của họ, câu nói của họ, cử động trong cái lặng thinh hay là liếc mắt đều có một biểu hiện gì đó trong cõi lòng của họ. Và tác giả có nói đến một cái, đó là phải biết tuyển chọn. Học là phải có chọn lọc để nắm được những cái điều tinh túy, và quan trọng nhất, ta cần phải biết tuyển chọn những cái sách hay, những quyển sách hay, những trang sách hay nhất trong những sách hay, và chép lại, tóm tắt lại những đoạn hay đó, những câu nói hay những tư tưởng đó để nó trở thành là của riêng mình. Và các phương pháp tuyển chọn đó thì nên có tính cá nhân, để đó là cái phương pháp hay và phù hợp với mỗi người. Tác giả có chỉ ra có hai cách tuyển chọn. Cách thứ nhất đó là lượm lặt những cái tinh hoa của tất cả những sách vở, bất cứ thuộc về loại gì, bất cứ thuộc về nơi nào. Cách thứ hai đó là chọn trước một đầu đề, rồi sau đó lấy đó làm trung tâm để chúng ta nghiên cứu, tuyển chọn những gì liên quan mật thiết với nó và mỗi ngày đi sâu vào vấn đề, được chừng nào thì hay chừng đấy. Đấy là những cái mà ở chương thứ hai tác giả nói về những cái yếu tố chính trong việc tự học. Vậy thì anh Quang có bổ sung gì không? Mình tóm tắt lại cái chương rất là quan trọng này ha, chương thứ hai là những yếu tố chính cho việc tự học. Thì Duyên đã nhắc đến là học vấn và thời gian này, học về rộng về sâu, sự cố gắng tức là sự tinh tấn ấy, và cố gắng mà được bền bỉ thì phải có hứng thú làm hậu thuần. Ý khá quan trọng, biết tổ chức sự hiểu biết của mình này, có óc phê bình này, biết mình là cái học đầu tiên của người tri thức này, và học để thành công trên đường sự thế, đúng không? Thế thì anh thì anh thích là mình sẽ zoom in, tức là nhạc nhặn vào những cái ý mà nó rất là sáng ấy, của cái chương này, đúng không? Vì ta đọc sách, ta review là để ta làm gì mà, đúng không? Thế thì trong này tác giả có nói là cái việc học ạ, học vấn là thời gian, tức là tóm lại là mình học là mình phải có thời gian, và mỗi ngày một ít, và tóm lại nó phải có thời gian để nó ngấm dần, chứ mình không nên theo kiểu là mình vội vàng, kiểu đốt cháy giai đoạn, đúng không? Tức là tác giả có mình nhớ là ở cái lời tựa đầu có nói, ông vua muốn học ông bảo là thôi bây giờ tập hợp hết tất cả sách trong thiên hạ, có gì là gom lại tôi thành một cuốn, xong ông vua thấy dày và bảo tóm lại tôi thành một câu thôi, đúng không ạ? Thế thì tóm lại, nếu mà nó chỉ có như thế thì người ta đốt cháy tất cả giai đoạn thì nó không thể là văn hóa, không thể là nghệ thuật được rồi. Đấy, nên là học nó phải có thời gian mà nó ngấm dần dần, yếu tố rất là quan trọng. Và cái thứ hai, cái cực kỳ quan trọng là học phải có bề rộng và bề sâu. Thì cái này nhá, thì trong này á, tác giả có một cái câu chuyện kể rất là thú vị mà để cho chúng ta hình dung được là cái học bề rộng bề sâu nó lại quan trọng như nào, đúng không ạ? Thì trong này tác giả có nói là một tiến sĩ văn chương cổ điển này, ngày kia đến viếng ông Ken Steiner, bây giờ làm hiệu trưởng của các trường ở Munich, để xin một chân giáo ở trường tiểu học của ông. Dĩ nhiên trong việc xin dạy ở đây chắc chắn không phải vì vấn đề xin nhai, mà chính vì ông ta muốn tự mình nghiên cứu tổ chức và phương pháp dạy dỗ ở cấp đại học mà ông sẽ có sự phần sự đảm nhiệm.
Kathleen Steiner trước là một tha thiết nhiệt thành ít cái bằng lòng nhận ông ấy vào dạy học, nhưng cũng không quên nhắc ông rằng cái học chuyên khoa về ngôn ngữ học ông sẽ là một trở ngại to tát cho công việc dạy dỗ của ông đối với cấp sơ học. Thì ông này cho biết rằng sự chuyên học về tiếng Latin và Hy Lạp đầu tiên đã hướng ông vào việc nghiên cứu về lịch sử thời cổ sơ này, đúng không ạ? Và nghiên cứu về lịch sử thời cổ đại thì lại lôi cuốn kéo ông vào ngành nghiên cứu thời tiền sử. Và chính vì thế bắt ông phải đeo đuổi theo khoa học nhân loại học. Chính lúc ấy ông lại cảm thấy ông cần phải có một sự hiểu biết vững vàng về vạn vật học. Và ông phải có nghiên cứu về thực vật học và động vật học. Nhân đó ông cảm thấy còn thiếu sót rất nhiều về vật lý học cũng như khoa học. Bởi vậy 3 năm sau khi thi đậu bằng tiến sĩ bên khoa, ông theo thả giáo những khoa học trứ danh. Đó, đúng không? Thế thì cái câu chuyện này nó tương tự như hồi Duyên nhớ là lúc mà là ta cùng đọc cái cuốn mà Sapiens lịch sử loài người ấy, đúng không? Thì mình có cảm giác là cuốn sách đó rất hay và dường như cái tác giả đó là rất là thông tuệ ở rất nhiều lĩnh vực luôn. Nếu mình đọc trong đó mình thấy là từng câu từng chữ nó là cả một cái sự nghiên cứu rất là nhiều, đúng không? Thì những con người như tác giả của cái cuốn sách này, đúng không? Tôi Tự Học Ngôn Ngữ Di Cần, hay là như cái nhà giáo trong cái ví dụ này, trong cuốn sách Tôi Tự Học này, và liên hệ lại cả cái trường hợp của gọi là Harari, tác giả cuốn Sapiens lịch sử loài người, mình phải thấy được là cái học bề rộng bề sâu nó lợi hại như nào trong quá trình mà người ta thực thi cái công việc, đúng không? Ý là gì? Đó là cái ý mà anh zoom in thêm trong cái phần này rồi nha, cái phần cố gắng. Trong cái chương về sự tinh tấn thì tác giả cũng có nói những ý rất là hay này. Ta nhân đọc sách, du lịch, viếng các viện bảo tàng, đi nghe âm nhạc, diễn thuyết không phải là đi tìm món ăn tinh thần về những cơ sở văn hóa cho mình xa, vân vân các loại, đúng không? Thế đây tác giả có nói là ta nên nhớ rằng này, người ta có thể đọc sách rất nhiều, đi du lịch khắp nơi trên thế giới mà vẫn hoàng rốt nát là tại sao, đúng không? Đọc sách rất nhiều khách, còn đọc sách mà chỉ để giết thời giờ, tìm thú vui, tìm trong quên lãng này kia vân vân các loại thì như thế nó chỉ vô ích thôi. Hoặc là du lịch cũng là một nguồn học hỏi, nhưng biết du lịch chỉ là thụ dụng, ví dụ như chẳng biết quan sát, biết suy nghĩ thì dù có lê chân suốt đời khắp năm châu thế giới cũng chẳng có ích gì cả. Cái điều quan sát là phải có óc quan sát, phân tích và đúc kết thì cái đó mới là sự tự học thực sự, đúng không ạ? Ngoài ra thì anh nghĩ là trong cái chương này có một cái chương mà anh nghĩ là quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất và chúng ta cần zoom in nhiều hơn, đó là cái chỗ G, biết mình. Biết mình tức là cái học đầu tiên của người trí thức, cái này rất quan trọng luôn, đúng không ạ? Đây, tức là chiều hướng nội thì ta đi vào đời sống, tình cảm và ý tưởng của ta, tức là đi vào một cõi thế giới mà chỉ có tâm tư ta mới đạt đến được mà thôi, nghĩa là đến cái học về con người ta và hiểu về chính mình thì cái điều đấy là quan trọng. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan và đi sâu vào con đường quan sát nội giới, tức là cái học cần thiết cho con người là cái học về bản thân. Cho nên là anh thấy là tại sao mà khi mình đọc sách mình đã nhận được rất nhiều việc, mình đọc sách mình thấy mình trong đó, mình soi chiếu mình trong đó mới là cái sự tự học rất là quan trọng. Và tác giả cũng có nói thêm trong cái ý này là học là để thành công trong con đường sự thật, đúng không? Tức là học mà rốt cuộc chỉ viết cho mình không thì không có đủ, học mà cái bước cao nhất là học để sống với người khác như nào mới là cái điều rất quan trọng mà tác giả đã nói trong cái này. Thì anh zoom in và chắc lọc thêm những cái ý rất là hay trong cái chương số 2 này để chúng ta review cùng nhau. Vậy thì tiếp theo là chương thứ 3, đó là những điều kiện thuận tiện cho sự tự học. Thì anh Quang rồi ở đây tác giả có nhắc đến những cái điều kiện này. Đầu tiên mình đi từ tổng quát những chi tiết ha. Một là phải có thời gian thì giờ, đúng không? Thứ hai là phải có cái sự tập trung, mà ở đây tác giả mới dùng sự tinh thần tản mát là thông thường là cái sự phá hoại cho cái sự học, đúng không? Và chúng ta cần cái sự tập trung. Thứ ba là có một cái đời sống đơn giản, giống như tri túc biết đủ ấy. Rồi là sự tập trung về tinh thần, rồi tức là nó ngược lại với sự tản mát ở trên kia mình dễ vừa nhắc qua. Thêm nữa là phải có óc tổng quan, tiếp theo là óc nhân quả, óc tế nhị và óc tán thưởng này, loạt các cái điều kiện này. Chính vì cái điều này nên tác giả bảo là khi mà đọc cuốn sách tự học này, chúng ta còn đọc thêm cùng với hai cuốn này, cũng thuộc tư tưởng óc sáng suốt này, thì nó sẽ đầy đủ nhất. Này, tóm lại là các cái điều kiện như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết các cái điều kiện này ha. Đầu tiên là vấn đề về yếu tố thời gian, đúng không? Thì trong này tác giả có nói này, phần đông con người là muốn học rút thời gian, học mau, học tắc, học chấp thời gian. Chính vì thế mà ví dụ các bạn đi học sinh mới đi học các lớp luyện thi để cho người ta tóm tắt lại cho nó nhanh, đúng không ạ? Đã thì trong này tác giả có nói là
dù là bậc thông minh đến đâu cũng không thể chấp thời gian và thành công trên con đường học hỏi. Ta nên biết rằng những kẻ thật thông minh, nghe qua là hiểu suốt, mọi lẽ là hạng người rất hiếm trên cuộc đời này. Bậc tầm thường như chúng ta không làm gì chấp thời gian mà học hiểu sâu sắc được. Tưới cây người ta cũng phải tưới từ từ và phải có thời gian mới nước mới có thể thấm nhuần gốc rễ. Có thời gian trái mới chín, hoa mới trổ. Thiếu thời gian thì cái học của con người chỉ có bề rộng kém bề sâu, hay cũng chỉ có một nước sơn bóng loáng bên ngoài mà thôi. Chấp thời gian là phạm phải ngoài. Tiếp tục triển khai cái ý tiếp theo. Ý tiếp theo đó là tác giả nhắc đến, đó là tinh thần tạc mát. Thì tác giả nhắc đến ở đây đó là muốn có được một học vấn uyên thâm, cần phải tránh những cơ hội làm cho tinh thần tạc mát trong một đời sống quá biệt phiền phức. Phải biết bênh vực thời giờ quý báu của mình, biết từ chối, đó là một sức mạnh của tâm hồn. Đừng sợ làm phật lòng những kẻ khác bằng sự từ chối khéo léo. Mình đã chẳng làm được gì lợi cho mình mà cũng không làm bận cho người. Những người thông minh rất hiểu tâm sự của các bậc học giả cũng như các nhà ham học, phải thật can đảm mới chống trả được những cái nỗi dụ dỗ của cuộc sống xa hoa phù phiếm xung quanh. Và người quyết tâm đào tạo cho mình một đời sống tinh thần, ít ra thì phải có một đời sống đơn giản, nếp sống xa hẳn cái cuộc sống xa hoa của xã hội và náo nhiệt bên ngoài. Nghĩa là nếu có thể được thì nên có nếp sống như người ẩn dật, hay là sống chi túc. Nói ẩn dật thì... Đúng rồi. Thế cái điều đó nó liên hệ tới cái đời sống đơn giản đó, mà trong cái ý ở dưới cũng tác giả cũng nhắc luôn. Thì thật ra là trong các cái chương trình podcast về tài chính cá nhân, người dân sức khỏe tài chính ấy, thì mình với Duyên đã nhắc khá là nhiều các cái podcast về lối sống tri túc rồi sống tối giản như nào rồi, đúng không ạ? Thì cái ý này nó cũng giống theo cái ý như thế thôi, đúng không ạ? Ý là mình không có kiểu xa hoa quá để tập trung vào cái vấn đề về học vấn và tinh thần để đạt được cái trí tuệ về đó, cái điều đó là sâu sắc, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì ở cái phần D trong cái chương 3 này, tác giả nhắc đến cái sự tập trung về tinh thần là yếu tố rất quan trọng, đúng không ạ? Muốn có được một nền tảng văn hóa vững vàng và biết thống nhất tất cả sự hiểu biết cùng học hỏi ta vào một chiều sâu nào đó, nhờ sự tập trung tinh thần ta lần lần tìm ra mối dây liên lạc duy nhất nối liền những ý tưởng cùng những sự kiện tạp nhạp mà mới xem qua ta không thấy anh chịu gì với nhau chút gì cả, đúng không? Giống như kiểu mình hệ thống và mình mới liên kết, mới tư duy về nó được và mới ứng dụng được, thì cần một sự tập trung rất là cao, đúng không? Cũng tương tự như đã có lần có học một cái chương trình trí tuệ là nhắc đấy, đúng không? Tức là cái gì mà chúng ta nhắc tâm, trụ tâm, chuyên tâm thì việc gì mình cũng thành đấy, còn mà đã phân tâm thì sẽ không bao giờ mà có thể thành công được. Thì cũng rất là giống cái ý này. Rồi ngoài ra thì có thêm những số phận khác như là ốc tổng quan, đúng không ạ? Để mà nó phù hợp với cái chuyện là chúng ta học vừa về rộng vừa về sâu. Ngoài ra trong này tác giả cũng có nói đến cái ốc nhân quả. Phải nói là trong tất cả các cái chân lý của cuộc đời này mà hiểu được nhân quả, hiểu được cái chân lý sâu sắc nhất, gần như là cái quy luật sâu sắc nhất. Ngoài ra còn cả ốc tế nhị này, ốc tán thưởng này, thì phần này chúng ta lướt qua một tí thôi. Ta sẽ nhắc đến ý gì quan trọng hơn ha. Rồi. Đó là chúng ta xong cái chương thứ 3. Bây giờ chúng ta sang cái chương thứ 4, là một chương rất quan trọng, là về phương tiện chính yếu, đúng không? Trong đó đọc sách là phần quan trọng nhất. Thì phần này cả Duyên và cả anh đều đã đọc khá nhiều sách rồi. Thì Duyên có thể nói qua ý tưởng cái phần cái phương tiện đọc sách này như thế nào cho cái việc tự học. Cái phương tiện đọc sách này đấy là đúng như tác giả nói, đây là cái phần rất là quan trọng và rất là cần thiết và hiệu quả nhất để đào tạo cho mình một cái cơ sở học vững vàng. Và dù là người có thông minh đến đâu, hay là những bậc có học thức sâu xa, sâu rộng, thì cũng cần phải có đọc sách thì họ mới có được những cái kiến thức đó. Chính vì vậy mà sách là những cái tinh hoa của những bậc vĩ nhân. Sau những trải nghiệm của cả cuộc đời của họ thì họ đã tích lũy lại được và đúc kết lại. Chính vì thế mà giúp cho ta không phải mất quá nhiều thời gian tốn công đi tìm kiếm những thứ mà những người khác đã trải nghiệm và đã tìm kiếm ra rồi. Thì vậy thì học bằng sách thì có hai điều kiện quan trọng mà tác giả có nhắc, đó là chỉ đọc những sách hay và phải biết cách đọc sách. Vậy thế nào là sách hay? Anh Quang trả lời câu này. Trong này tác giả có nói là chúng ta phải biết tuyển chọn sách hay. Thế bây giờ làm nào để nhìn ra nó và tìm nó này? Thì đầu tiên là chúng ta phải loại trừ bớt những cái sách không hay đã, đúng không ạ? Đấy, thì trong này tác giả có đề xuất chúng ta nhé, là loại trừ đầu tiên là những thứ sách mà dài, nhăn nhẵn, to lớn, nặng nề, đúng không ạ? Đấy, thì tác giả có đưa ra là một người đọc sách, nhất là đọc sách để học, ngày giờ của họ dĩ nhiên là có hạn, sự chăm chú, năng lực tinh thần cũng như trí nhớ có hạn. Bởi vậy, một quyển sách học mà dài lê thê bất tận không thể thích nghi được.
Thật ra người nào viết sách học mà viết dài lê thê bất tận là chứng tỏ là sự bất tài và bất lực của mình, đúng không ạ? Sách học càng ngắn càng tốt, càng gọn càng hay. Đó, tác giả nói ý như này luôn này, đúng không ạ? Thì sách nào quá dài tốt hơn đừng đọc, hãy đợi khi mình đã có một luồng mắt thống quan rồi bây giờ sẽ đọc đến những cái sách trường gian của những nhà nghiên cứu và chuyên môn. Đó là một nhé, loại trừ bớt những sách mà quá dài nhé. Thứ hai là kế đó là nên loại trừ những sách buồn chán. Đấy, sách học mà nó trình bày một cách buồn tẻ khô khan thì nó không nên đọc, mất thì giờ, mất hứng thú, thật không có kết quả gì cả, đúng không ạ? Rồi tác giả mới nói thêm là sau cùng hãy loại trừ những sách khó hiểu. Sách khó hiểu là sách của hạng tác giả không biết mình nói cái gì. Phần đông họ là những kẻ có đầu óc bù mờ, cho nên họ lụng thuộm, nói cái gì cũng chả ra cái gì. Rất có thể tác giả là bậc thông thái, nhưng họ đã quên là họ đang dạy học, dạy học cho những cái đầu óc tầm thường. Họ viết cho họ hơn là cho học sinh. Đó là cái tật phần đông của những nhà viết sách hiện thời, học hiện thời. Có khi vì họ muốn cầu kỳ để tăng giá trị của họ, giá trị để trông giống như nháy thôi. Những loại sách ấy không nên giao cho học sinh, vì nó sẽ làm chán nản và làm cho học sinh mất cả hứng khởi của sự tự học. Tóm lại, cần phải loại trừ những loại sách dài lê thê bất tận này, những sách buồn chán này, những sách đọc khó hiểu này. Tuy nhiên cũng nên lưu ý một quyển sách ngắn vui vẻ và dễ dàng cũng rất dễ biến thành những thứ sách đơn sơ quá, thiếu căn bản, thiếu cương yếu và là những thứ sách trọng tuất rất tầm thường. Vậy cần phải làm cho một cuộc chọn lọc để có sách không dài không chán mà cũng không khó đọc như đã nói trên. Thế phải làm cách nào để chọn lựa trong khi mình chỉ là tay ngang, một người đang ở thời kỳ tập sự, muốn phê bình cho đúng đắn ông thầy của mình, ông thầy này tức là sách là thầy ấy. Ít ra mình cũng phải biết rõ cái khoa học của mình, đúng không ạ? Như đã nói trên, chúng ta hãy căn cứ vào ba yếu tố trên nhé, loại trừ sách dài lê thê này, sách buồn ngủ, sách đọc khó hiểu ha. Thế bây giờ chẳng lẽ mình lại không quen biết được một vài bậc học thức cao thâm nào để mà hỏi thăm và cậy họ giới thiệu sách mà đọc hay sao? Đó, cái ý này ý khá là tốt, riêng không nhỏ. Thì bây giờ mình chẳng hạn như mình có Facebook rồi thì mình biết những cái bậc mà học giả rất là yên thân, rất là cao. Chẳng hạn như tính toán trên Facebook người ta cũng đăng luôn là ví dụ như là Bill Gates đọc sách gì, Warren Buffett thích đọc sách gì. Dù nó tùy theo cái lĩnh vực mà mình muốn như nào thì mình sẽ, cái đó là bước đầu tiên mình căn cứ vào những cái bậc vĩ nhân họ chọn sách giới thiệu như nào thì thường sẽ là những sách rất là hay. Ví dụ chẳng hạn như đơn giản một cái, ví dụ là Bill Gates rất là thích đọc sách Seven Lực Sử Loài Người, đúng không ạ? Hoặc là như Warren Buffett rất thích đọc là cuốn là Nhà Đầu Tư Thông Minh của Benjamin Graham đó, Nhà Đầu Tư Giá Trị vân vân các loại, thì đó là đều là những sách mà thật sự kia cực kỳ hay luôn, đúng không ạ? Bước đầu tiên là như vậy. Rồi ngoài ra thì riêng người ta bổ sung thêm tiếp theo trong cái phần đọc sách này. Tiếp theo đó là tác giả còn nói đến là đọc sách là để hiểu mình, đọc sách đến mức cao thâm là đọc sách không phải là để hiểu cái ngoài ta mà là hiểu cái người, con người thật sự của ta. Thích phở chỉ là cái nguồn khơi gợi để chúng ta đi tìm hiểu về chúng ta. Vậy thì đọc sách bằng cách nào? Thì tác giả có đưa ra những cái cách để đọc sách. Đó là thứ nhất, đó là tính cách tôn nghiêm của sự đọc sách. Ở đây thì tác giả có nhắc đến kể cái câu chuyện của mình, đó là suốt một đoạn đời từ năm 21 tuổi đến nay thì ông đã dành cho mình mỗi buổi tối ít nhất là 2 giờ đồng hồ để đọc sách, khoảng từ 20 giờ đến 22 giờ. Và giờ ấy thì ông không để cho ai phải quấy rầy ông. Và giờ đọc sách này thì là giờ đọc sách hoạt động, tất cả mọi người trong gia đình đều phải nể cái giờ phút thiêng liêng này của tôi. Và ngoài cái giờ ấy thì tôi cũng đọc sách, cũng xem báo như mọi người, nhưng làm việc một cách tiêu cực hoặc sưu tầm tài liệu để qua một bên, đợi lúc đọc sách chính thức thì ông sẽ nghiền ngẫm về nó. Tức là trong cái khoảng thời gian tôn nghiêm này thì ông ấy khuyên chúng ta là nên gây những cái mọi vật xung quanh chúng ta khi mà chúng ta đọc sách thì có một không khí trang nghiêm, trầm lặng, thường được bao bọc bởi những cuộc hòa nhạc hay những buổi lễ cao quý. Nên tránh những cái cảnh là vừa đọc, vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa đọc thoáng qua một trang thì ngừng lại để trả lời điện thoại hay cầm sách mà đầu óc lại nghĩ đi chỗ khác. Rất hay nha, ý này rất tuyệt vời luôn. Thứ hai đó là chỉ đọc những tác phẩm hay. Vậy thì anh Quang thấy phần này tác giả nói như thế nào? Thật ra thì cái này nó cũng khớp với cái ý mà như mình nói là mình chọn, biết phải lựa chọn sách thôi, đúng không ạ? Thì thật ra sách hay, mình chọn sách hay thì mình mới có thể học được trí tuệ, nghị lực, đạo đức vân vân xung quanh cái đề tài, là mình không mất thời gian cho những cái tác phẩm mà nó không có giá trị. Trong này các tác giả có nói một số ý này. Có một đặc điểm để nhận thấy cái hay của một quyển sách, bất cứ một quyển sách loại gì, là càng đọc
đi đọc lại chừng nào càng thấy nó rộng rãi sâu xa chừng này. Nghĩ rất là quan trọng ha. Một quyển sách mà tháng này đọc thấy hay, tháng sau đọc lại thấy bớt hay, hết hay là một quyển sách tầm thường. Đúng không? Nó cũng tương tự như các cái bài hát ấy, em cứ để ý mà xem. Những cái bài hát mà nó rất là hay thì nó mới tồn tại theo năm tháng và đến bây giờ nghe vẫn hay, đúng không? Ví dụ như nhạc Trịnh Công Sơn, hay là những bài hát mà được sáng tác cái thời mà chiến tranh, đúng không? Nó có cái không khí hào hùng, nó bây giờ nghe lại vẫn cực kỳ hay. Còn có nhiều cái bài bây giờ nghe qua khác là quên luôn, thì cái sách nó cũng như vậy, đúng không? Thì trong này tác giả có nói là có nhiều quyển sách mình chỉ đọc qua một bận là hết bút giữ nó bên mình. Trái lại quyển sách hay dù cho một năm, sau một năm, ba năm, sau 10 năm hay 10 năm nữa sau nữa mà đọc lại vẫn thấy thâm trầm mang mát không biết chừng nào. Trình độ của mình ngày càng cao lên cao, mình lại thấy nó càng thấm sâu hơn nữa. Những sách tầm thường không sao chịu nổi thử thách của thời gian. Đó là loại sách mà người ta thường gọi là sách bất tận. Cần lựa những sách ấy làm thuở đầu giường, đúng không ạ? Rồi, trong này tác giả có ví dụ này, một số sách như là Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch v.v. là những sách rất hay, đọc đến chết và còn phải sâu sắc và thâm trầm. Cực kỳ là hay ha. Rồi, trong này tác giả cũng có nói luôn nha. Tuy nhiên, sách hay cũng không phải cần luôn luôn là sách bất tận mới được. Những quyển sách khêu gợi được ta nhiều ý tưởng đột ngột, lạ lùng và mới mẻ. Dù không thể nhìn nhận tư tưởng của tác giả, ta cũng không sao tránh khỏi những băn khoăn và hoài nghi. Hoặc trong nhất thời đưa ta đến những vấn đề mà xưa nay ta chưa từng nghĩ đến, đều là những thứ sách làm giàu thêm cho ta về kinh nghiệm, tư tưởng và tài liệu. Những thứ sách ấy cũng được xem là sách hay. Cái này là anh cũng có một cái trải nghiệm là khi mà đọc sách Osho, là mình thấy là những ý tưởng rất là mới mẻ nhưng mà nó cho ta một cái nhìn rất là sâu sắc. Chắc chắn là như thế luôn, nó rất giống cái ý tưởng mà tác giả đề cập đâu. Thực sự là xếp vào loại sách rất là hay và đáng đọc. Rồi ngoài ra tác giả có nói đến sách gối đầu giường. Thì Duyên có chia sẻ gì về cái phần gối đầu giường ở trang 100? Về phần là sách gối đầu giường thì tác giả có nhắc đến là những cái sách gối đầu giường phải là những bộ sách mà bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có thể cho giúp ta những cái ý tưởng thích nghi và an ủi. Những sách đưa ta lên cao bằng những tư tưởng thanh thoát nhưng hay những tấm gương hay những bậc anh hùng vĩ nhân của nhân loại. Những sách giúp cho ta biết được hoài nghi, suy nghĩ thêm, biết đặt vấn đề, biết làm cho ta nhẹ nhàng và phấn khởi, khôn ngoan và trong sạch hơn. Những sách gối đầu giường thì vì chắc là có giới thiệu, mà cũng như là Kinh Nhật Tụng tác giả có giới thiệu ở đây, đó là những cuốn sách đầu giường thì ta có thể đọc thường xuyên. Có một cái vấn đề gì đó thì ta có thể lôi ra đọc để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và tác giả cũng nhắc thêm đó là về uống nước tận nguồn, tức là chọn sách, tức là những cái cuốn sách hay thì chúng ta cần đọc từ nguyên văn, và nếu không đọc được nguyên văn thì mới phải tạm đọc được sách dịch. Như thế thì sự hiểu biết của ta cũng kể là hiểu tạm thời thôi, bởi vì nếu như mà đọc sách dịch thì đã qua một người khác dịch rồi, nó không hết ý của chính tác giả. Đúng rồi, cái này khá quan trọng nha. Ngoài ra anh Quang thấy gì nữa không ạ? Ok nhé, những cái ý mà nhỏ nhỏ thôi, ví dụ sách có quá nhiều chú giải thôi, nhưng mà đây là cái ý này quan trọng này. Ý chỗ ý thứ 6 trong cái phần đọc sách này, thì đọc sách cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, đúng không? Đọc sách hay thì không nên đọc sách mượn. Sách mượn phải trả, không nên giữ nó lâu ngày đến đợi người ta đòi. Cái đó gọi là thiếu liêm sĩ, cái này thì ý ngoài lề thôi. Phải đọc sách hay, phải đọc sách mình đã mua để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Hoặc là ví dụ người khác mà tặng thì tốt nhất là mình biết là người đã mua hai cuốn cùng một lúc, đưa cho mình cuốn mình và người ta một cuốn thì yên tâm là kiểu không bao giờ kiểu đòi lại. Thì đó, ý là vậy, thì mình sẽ giữ được cái sách hay đó cho mình. Đọc đi đọc lại nhiều lần chẳng phải cho dễ nhớ mà là bởi có nhiều thứ sách rất hàm xúc, nếu chỉ đọc qua một bận không tài nào hiểu nó được hết. Có nhiều quyển sách đọc đến lần thứ 3, thứ 4 mới hiểu được. Trước đây tôi có bàn đến sách khó đọc, vân vân các loại. Ý muốn nói đây là những sách hay thì mình đọc, mình ngắm rất là nhiều lần, đúng không? Và hãy, tác giả có nói thêm một ý là hãy cứ đi tới mãi và đi cho tới cuối cùng, đúng không? Bây giờ ta mới thống quan được cái đại ý, nắm được cái diền mối, biết được quan điểm của tác giả, mình mới nhân đó mà suy xét lại những chi tiết của nó, rồi những gì mập mờ sẽ lần lần sáng tỏ. Đọc lần đầu cần phải đọc thật mau để xem lề lối đại cương của quyển sách, chẳng khác nào xem trước cái hỏa đồ, giống như là cái bản đồ của nó như nào. Đọc lần thứ hai ta sẽ ngạc nhiên thấy những trở ngại trước kia tiêu tan lần lần, tư tưởng bây giờ liên lạc tiếp tục với nhau, không bị gián đoạn nữa vì mình đã biết được phương hướng của nó rồi. Đừng nói là đọc lần thứ nhì, có loại sách phải đọc đi đọc lại 3-4 lần mà nghĩa của nó vẫn mờ tối, nhưng dù sao mình cũng đã biết được đại cương và phương hướng của nó rồi. Đấy.
ý là tác giả tóm lại là tác giả muốn nói là đọc là cần phải đọc, đi đọc lại và cần đọc những quyển sách cao hơn tầm hiểu biết của mình. Thì đây là cái nguyên tắc của tự học, là ta không nên quên là chỉ có những công phu nào có nhiều cố gắng thì mình có thể có sự tiến bộ của tinh thần trí não, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Có nhiều người bảo là thấy sách đó cao sang quá không đọc, thì đó cũng là tự nhiên mình hạn chế bớt cái khả năng tự học của mình ha. Đấy. Có một ý thứ 8 này anh cũng rất thích này, đó là đối với bất cứ sách nào phải dành cho nó một tấm lòng thiện cảm, đúng không? Nói chung là sách là quý, người ta đã rất là bỏ công để viết cho mình một cuốn sách rồi, đúng không? Thì dù thế nào thì mình cũng sẽ học được một ý rất nhỏ trong đó, đúng không? Ý là như vậy, đúng không? Rồi ngoài ra thì Duyên có thể bổ sung thêm. Ngoài ra thì em nghĩ là chúng ta cũng nên đi nhanh ở cái phần này thôi. Đấy là thứ 9, đó là cần ôn lại những gì đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về vấn đề quyển sách đã nêu ra. Thứ 10, đó là đọc sách thì cần phải đồng hóa với nó và phản đối lại nó. Tức là khi mà chúng ta đọc sách có những ý là chúng ta đồng với quan điểm thì chúng ta hiểu, còn nếu không quan điểm thì chúng ta cũng nên đặt ra những cái câu hỏi. Cái đó chính là quá trình tư đấy. Tư, đúng không? Văn tuệ mình tiếp nhận, tư là mình suy nghĩ về nó, mình suy xét về nó, mình phản biện lại nó. Đấy. Thì trong này, đoạn này thì tác giả còn nói là đọc sách là phản ứng lại về sách, là cái quyền, hơn nữa là phận sự của mỗi người. Nhưng ta chỉ có cái quyền đó, cái phận sự đó khi nào ta đã làm hết sức, ta đã đứng theo quan niệm của tác giả. Nên nhớ kỹ, đó là phản đối, chống lại tác giả không phải là bảo tác giả phải bỏ quan niệm của họ để nhìn nhận quan niệm của mình, và trái lại là chỉ cho tác giả biết đứng trong trường hợp của tác giả phải nên có quan niệm như thế nào để khỏi phải có sự mâu thuẫn, phải lẽ hơn hoặc là hay hơn mà thôi. Tiếp theo, ý thứ 11, đó là đọc sách thì cần đặt cho mình trước một vấn đề hay một câu hỏi để tìm kiếm săn đuổi. Cái ý này rất hay nha. Cái hồi mà anh nhớ là có một lần anh giao lưu và chia sẻ sách thì có một cái bạn trẻ, bạn đặt ra câu hỏi là bây giờ hệ thống sách self-help, đó là sách phát triển con người sẽ làm giàu là như ông Văn thì nó nhan nhản thế. Đấy, thì có nên đọc không? Thì lúc đó anh mới trả lời một cái bạn, và sau này anh nghĩ là ý của anh là rất là chính xác. Tức là lúc đó anh lấy luôn cái cuốn sách anh giới thiệu là cuốn Đánh thức con người phi thường đồng bản của Tony Robbins. Thì cái câu chuyện cơ sở làm sao mà đọc cuốn sách đó là vì anh đang trăn trở một vấn đề mà đang đi tìm mãi câu hỏi cho nó mà không tìm ra được. Bắt đầu là mình mới thấy được cái cuốn đó nó giúp cho mình giải quyết được, thì nó rất là giống cái ý này của tác giả, đúng không? Tức là lúc đó mình có mục tiêu rất rõ ràng là việc đọc sách. Mình sẽ đi đúng hướng, đúng không? Đúng rồi. Rồi các ý này mình có thể lướt nhanh được này, làm thế nào để nghiên cứu một hệ thống tư tưởng nhé, làm thế nào để hiểu biết được một học thuyết mới ha. Rồi cái hại của sách tối yếu, ok. Anh thấy các ý 15 rất hay nè, viết lại những gì mình đã học. Đấy, tức là đọc sách để học cần phải đọc thật kỹ. Sau khi đọc xong phải biết nhận thấy đẩy thế nào. Đọc sách cần phải suy nghĩ, và muốn cho sự suy nghĩ của được thâm sâu. Tưởng không có phương pháp nào hiệu quả mình viết lại hoặc là tóm tắt như vậy đâu. Hoặc là có một cái cách khác là chúng ta review với nhau. Đây nè, ví dụ như anh với Duyên đọc cuốn này xong mình review cuốn này. Chính là một cách, cũng như là một cách mình viết lại cuốn này. Đúng rồi, để mình có thể hiểu và thâm sâu tư tưởng trong cuốn sách. Đúng rồi, chính là như vậy. Và đọc sách cần xem cái bản mục lục để mà chúng ta biết được cái bản đồ của nó như thế nào. Rồi, thế thì có lẽ là lúc mình review cuốn sách này mình chỉ dừng lại ở đây thôi. Để mà mọi người biết được cái hay, cái đẹp của nó. Để mà chúng ta có thể ra cửa hàng sách đặt mua cái cuốn này, đúng không ạ? Tôi tự học của Nguyễn Duy Cần, để mà giúp chúng ta có được một cái kỹ năng, có thể nói là kỹ năng vua trong thế kỷ 21 này, đúng không ạ? Để mà chúng ta liên tục phát triển con người mình. Thì như đã nói là trong cái công thức mà để mà có được cái tài chính vững chắc, không phải chỉ có tài sản tài chính không, mà còn có cái human capital nữa. Thì nếu mà chúng ta đọc được cái cuốn Tôi Tự Học này thì mình sẽ có thêm được một cái cách để bồi đắp được một cái kỹ năng quan trọng là kỹ năng tự học của mình, để giúp cho cái human capital của mình tốt hơn, và từ đó mình biết được cái cách, cái trí tuệ để mà quản lý tài chính của mình tốt như nào trong cuộc sống này. Hay là cái ý tưởng kết lại từ đây, đúng không? Như vậy là mình và anh Quang đã review xong cuốn sách Tôi Tự Học, để các bạn thấy được rằng trong cuốn sách này rất là hay, dạy cho mình biết cách học như thế nào, học cái gì để có thể áp dụng cuộc sống của mình nói chung, hay là về vấn đề tài chính của mình nói riêng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.